Trong mùa dịch Covid-19 này, làm thế nào để giao dịch tại ngân hàng được an toàn và nhanh chóng nhất? Đầu tiên, luôn đeo khẩu trang trong quá trình giao dịch. 2. Kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay bằng dung dịch có ít nhất 60% cồn trước khi vào quầy giao dịch. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi giao dịch. 4. Khi ho, hắt hơi, phải che miệng bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khử tay áo. 5. Ưu tiên sử dụng giao dịch trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng qua thiết bị di động thông minh. 6. Giao dịch nộp tiền vào tài khoản bằng máy ATM nhằm tránh tiếp xúc nhiều người. Sau khi giao dịch, thực hiện sát khuẩn tay ngay bằng dung dịch có ít nhất 60% cồn. 祝 quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và an toàn vượt qua mùa dịch Covid-19.